Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với Identify và mùa giải thứ hai đã bắt đầu rồi. Thì hôm nay chúng ta đã có một loạt cái trang phục mới rất là đẹp chuẩn bị cho Halloween. Đây là các trang phục mới chuẩn bị cho Halloween. Và mình đã mua một trang phục fur coat của em British, nhân vật mà mình thích nhất game. Với giá là 1.188 viên kim cương tím. Do là mình đã chơi từ mùa giải trước nên nó được tặng cho mình 500 viên kim cương. Em có thể mua, ok. Nó mua em này, khá đẹp. Chúng ta có một loại trang phục mới và một nhân vật mới, đó chính là anh Cowboy. Nhân vật mà mình sẽ chuẩn bị đi mua trong cái lần tới đây. Nhân vật mà mình rất là mong chờ từ hồi mùa trước. Và trang phục thứ hai của anh đó chính là thợ may áo kiểu mấy thằng hồi thời phục hưng đấy, rất là bá. Ok, rồi chỉ có nhiêu đó thôi. Giờ chúng ta có một giao diện hoàn toàn mới, một cửa hàng mà không cần phải tốn thời gian để đi tới chỗ kia. Và sắp tới là sẽ ra một số trang phục mới nữa, nhiều lắm, chuẩn bị cho Giáng sinh nữa nè các bạn. Không hiểu sao game chuẩn bị sớm và là vào giao diện mới cho khung message. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào đấu giải, đi đấu hạng. Khi mà các bạn đủ 10 trận hạng thì sẽ tặng cho một số kim cương tím, nên mình sẽ quyết định sẽ chơi hạng. Ok, giờ là 2 phút nữa hết được đấu hạng rồi, mong là sẽ vô nhanh. Ok, chúng ta sẽ chơi trang phục em British Fur Coat. Còn trang phục nữa là Call of the Wild, và mình rất thích trang phục này nhưng mà phải mở Ascent 1. Trang phục này nhìn đẹp hơn trang phục kia các bạn. Mình rất thích kiểu trang phục này, phối màu rất là đẹp. Trang phục này phối màu cũng đẹp nhưng mà mình không thích cái tóc vàng, mình khá là buồn. Stanley Motion thì có cái look mới, hơi nhìn dị, và là behavior thì vẫn vậy. Cái gravity cũng chưa có gì luôn. Thôi, ok, chúng ta vào game. Để xem có ai test trang phục chung không. Một bạn xài giống này, trang phục mới. Mình thích chơi British bởi vì nó hợp với mình, thích rất là đẹp. Mùa giải thứ hai bắt đầu nôn nóng quá. Ok, mong trận này thắng để mở màn cho mùa được đẹp hơn. Thua hoài thì kỳ. Ok, vào đi các cậu, vào đi. Ok, vào game. Sự là game từ trước đến nay thì vẫn còn rất là giật cơ, kiểu mạng mình rất là mạnh nhưng mà game nó giật quá, không hiểu tại sao. Android mình dư chấm và mình dung lượng mình còn rất là nhiều mà không hiểu tại sao game rất là giật, rất là bực luôn, rất là bực. Ok, chúng ta có nguyên một team đang tập hợp đây. Chúng ta dạo này nó khôn lắm các bạn. Ôi giời ơi, khôn quá vậy. Ôi giời ơi, ngu rồi, ngu rồi, mới vào game mà vậy thì thôi chết rồi. Trời ơi, xui quá, hết sức tưởng tượng, nhanh quá các bạn ơi. Cứ thói quen chạy xuống dưới không. Ok, chúng ta sẽ làm lại trận sau vậy.
lại chừng sau. Ok, làm lại chừng sau thôi. Ok, vừa chạy thoát luôn. Vừa chạy thoát may quá. Vừa được bạn British kia cứu thoát rồi may. Đỡ phải làm chừng sau. Ok. Chúng ta sẽ đặt số cái cổng. British kia sẽ like rồi. Sao mà cứu đây? Sao mà cứu đây? Chúng ta trông chờ vào doctor thôi. Chứ không biết làm sao mà cứu đây. Ok, mình sẽ cứu luôn. Không có gì hết. Cứu giật giật cảm ơn. Mình không phải là kiểu người mà được cứu rồi cái bỏ bạn luôn. Không như vậy được. Nãy bạn cứu mình nên mình sẽ cứu lại. Chết cũng cứu nữa. Chơi vậy mới là chơi các bạn. Chơi mà sợ sợ thì thôi bỏ mẹ. Ôi, nhanh 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 nhanh. Canh chạy qua nè. Ôi, ôi. Rồi ôi. Mình dụ con mẹ nó luôn rồi. Ôi rồi ôi. Ôi mẹ ơi, nó dí tới rồi. Chạy không lại luôn mới ghê chứ. Ôi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đệt. Đệt mẹ. Sao trong phục xỉn chi. Open the gate, I will save the others. Không cứu được rồi. Giờ này lên ghế chắc ngồi luôn rồi. Sao mà ngồi được. Sao mà ngồi được. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi một ngàn con đường. Phiêu là những áng mây trôi, anh say người và đời vẫn thế. Anh cứ trôi. Tháng năm dài mình có đôi. Này thì láo tét. Ủa sao nó nhanh vậy? Lăn qua. Đúng rồi. Hay quá. Mình nể mình thiệt. Láo toét này. Chạy vào. Nhanh lên. Rồi. Team.
tạo khoảng trống để chạy. Game rất là căng. Đã đi bại rồi. Nào sửa. Game lắc quá. Thôi xem tí nữa. Ok. Đang rất là căng thẳng các bạn. Ok, chúng ta đã open the gate. Ta mở được cánh cổng. Rồi xong tôi. Trước đây. Đang canh, đang canh. Đó, nghi lắm mà. Nãy các bạn thấy không? Mình bị lắc các bạn. Đột nhiên nó lắc. Ok, nắp đèn, nắp đèn. Thả lời Linh là đây. Kia luôn. Đành vậy thôi. Không cứu được. Vẫn còn đang trong khoảng thời gian Hunter quýnh một hit là mình đi. Mình chạy luôn chứ biết sao giờ. Sao mở cổng kịp đây? Biết lắm mà. Dead. Dạ. Dạ. Kẹt rồi, fuck. Ok. Do mình có công chuyện nên mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Tạch rồi.